到着の列車は13時45分発、のぞみ24本のご予定です。自由席は1号車から3号車です。Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một chuyến đi từ Tokyo xuống Osaka chơi, và bây giờ là trên đường trở về thì tiện đường mình làm video hướng dẫn cho các bạn mua cách đi tàu Shinkansen. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải tới cái cây bán vé tự động để mua vé Shinkansen, hoặc chúng ta cũng có thể vào trong quầy bán vé nhé. Nhưng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua bằng cây bán vé tự động cho nó tiện các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tới khu vực bán vé, cây bán vé tự động. Và bây giờ đây là cây bán vé Shinkansen tự động. Các bạn tìm đến cái cây như thế này nhé. Sau đó sẽ ở đây sẽ có cái đặt ghế ngồi riêng, và ở dưới là ghế ngồi tự do. Ghế ngồi tự do thì khi có ghế thì chúng ta có thể ngồi, mà không có ghế thì chúng ta phải đứng các bạn ạ. Ở đây mục trên thì chúng ta sẽ là đặt vé cho Shinkansen, ở dưới là vé thường. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái điểm khởi hành. Điểm khởi hành của chúng ta sẽ là cái nơi mà chúng ta đang đứng ở cái ga mà chúng ta mua vé đó ạ. Ở đây là đích đến thì chúng ta có những cái sự lựa chọn là những cái ô mà có cái khoanh màu đỏ, tức là những cái điểm dừng chúng ta có thể chọn. Những điểm dừng gần nhất với cái đích chúng ta tới. Chọn ngày thì chúng ta sẽ chọn ngày từ ngày nào đi thì chúng ta đặt. Chúng ta chọn giờ thì chúng ta sẽ chọn được cái múi giờ để cho người ta đề xuất cho những cái chuyến tàu gần nhất mà chúng ta muốn đi. Chọn số người. Ở đây có mục chọn tàu thông thường và tàu ưu tiên, thì chúng ta sẽ chọn tàu Shinkansen dành cho thông thường thôi nhé, không phải tàu màu xanh. Ở đây là có chỗ đặt chỗ ngồi và bình thường, và chỗ ngồi có hành lý lớn. Tiếp theo ở đây chúng ta có thể đặt được các cái vị trí là hàng ghế. Nếu mà các bạn đặt hàng ghế E thì có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ nhé. Ở đây chúng ta sẽ chọn lại cái lộ trình mà chúng ta đã đặt từ trước. Xác nhận lại, có nghĩa là chọn lại thôi. Và ở đây là vé khứ hồi và vé một chiều, thì ở dưới là vé khứ hồi các bạn nhé. Nếu bạn nào đi hai chiều quay lại á, thì chặt vé khứ hồi, còn mình về thì mình về vé một chiều thôi. Tới đây thì chúng ta chỉ cần ấn vào các nin, xác nhận lại nữa. Sau đó là chúng ta sẽ bỏ cái tiền phù hợp với lại cái hiển thị trên màn hình. Trên màn hình hiển thị là 1 man 4 thì mình bỏ vào 1 man rưỡi. Đợi một chút thì chúng ta sẽ nhận cái vé ở phía dưới nhé. Ở đây sẽ có một cái vé và một cái tờ hóa đơn các bạn nhé, và nhận lại cái tiền thối, tiền còn thừa các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì mình đã mua xong vé thì mình sẽ di chuyển sang cái khu vực mà để vào phòng soát vé, cửa soát vé. Thì ở đây chúng ta có cái vé này thì chúng ta có được những thông tin như sau, có nghĩa là có được cái số ghế, số hàng ghế và cái khoang mà chúng ta sẽ ngồi. Người ta ghi hết trên trên vé và cũng có thời gian khởi hành các bạn nhé. Đây, gần đây sẽ là có một cái quầy bán vé, có nhân viên bán vé. Chúng ta có thể, nếu chúng ta không mua ở cái hán tự động thì chúng ta có thể vào trong cái quầy bán vé Shinkansen này nhé. Shinkansen này nhé. Đó, ở đây người ta sẽ thể hiện cho chúng ta được là cái ga, đi từ ga nào tới ga nào, và thời gian khởi hành và ngày bao nhiêu, và số ghế, hàng ghế, số khoang. Thì dựa vào thông tin trên vé thì chúng ta có thể tìm tới đúng cái địa điểm mà chúng ta cần đi nhé. Rồi chúng ta sẽ bỏ vé vào trong cái cửa soát vé và lấy lại, nhớ lấy lại cái phần vé nhé. Ở trên cái bảng này nó sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách đi về hướng về tàu Shinkansen nhé. Rồi ở đây là đã ra tới chỗ sân ga rồi các bạn nhé. Ở sân ga thì có những cái bảng chỉ dẫn tới những cái khoang mà chúng ta có thể tìm tới. Người ta sẽ đánh các cái số ở từng cái khu vực nơi đứng để chúng ta có thể tìm được những cái khoang. Các bạn mới đi thì nên chú ý nhiều tới những cái bảng hiển thị điện tử nhé, bảng điện tử hiển thị nhé, để xem được cái thông tin ở trên đó, vừa chạy như là đây số khoang số 6, mà nhà khoang số 6. Và bây giờ thì mình sẽ lên tàu và quay cho mọi người biết cái số ghế và hàng ghế của mình như thế nào. Đây, các bạn nhìn trên vé và tìm tới đúng cái hàng ghế và cái số ghế của các bạn nhé. số 6. Đây là sẽ có số ghế và hàng ghế sẽ ghi ở mặt sau của cái, ghi ở cái lưng ghế nhé. Và cũng có cái này chúng ta có thể hạ xuống để có thể ăn uống. Khi mà tàu khởi hành thì sẽ có cái xe người ta mang đi bán ở trong tàu ấy, thì chúng ta có thể mua đồ ăn, đồ uống để chúng ta bỏ lên bàn. Chúng ta có thể để laptop để làm việc ở trên cái bàn này. Tàu đã bắt đầu khởi hành các bạn. Các bạn ơi, các bạn xem video của mình thì nếu cảm thấy video của mình hữu ích thì các bạn có thể giúp mình like video. Các bạn nhớ like video để cho kênh của mình được phát triển nhé các bạn nhé. Like và subscribe kênh của mình để đón chờ nhiều những video mới của mình. Mình sẽ chia sẻ rất là nhiều video cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Video của mình xin được tạm dừng tại đây. Các bạn nhớ. We'll be stopping at Kyoto, Nagoya, Shin-Yokohama and Shinagawa stations before arriving at Tokyo terminal. Smoking is not allowed on this train.